Hello, xin chào bạn. Mình là Đạt Kyo. Mình hiện tại đang là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Nam Vương siêu quốc gia vào tháng 7 tới, cuộc thi lớn bậc nhất thế giới dành cho mẫu nam. Và cảm xúc của Đạt rất là vui và vinh dự cũng như tự hào khi được chọn là đại diện của Việt Nam tham dự một cuộc thi nhan sắc như vậy. Như bạn đã biết thì Việt Nam chúng ta đang rất là phát triển, không chỉ về kinh tế này, thể thao này và công nghệ, và đặc biệt hơn nữa là về đấu trường nhan sắc. Việt Nam hiện tại cũng đang rất là mạnh trên đấu trường quốc tế. Và khi mà nhận trách nhiệm được đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Nam Vương siêu quốc gia thì thứ nhất là rất là tự hào và trách nhiệm. Và tiếp bản thân của Đạt sẽ cố gắng hơn nữa để mang những bản sắc, những trí tuệ và những điểm mạnh của con người Việt Nam vươn ra tầm thế giới và mang vinh quang về cho Việt Nam. Hiện tại thì bản thân của Đạt đang trau dồi thêm kiến thức mỗi ngày về tập luyện gym này, về hình thể, về những tài năng riêng, ví dụ học vũ đạo, học nhảy, để mình tham gia cuộc thi với những cái tinh thần tốt nhất, cũng như là trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ tiếng Anh của mình. Và hy vọng rằng tất cả mọi người hãy luôn dõi theo và ủng hộ cho Đạt cũng như ủng hộ cho chị Kim Duyên. Đối với trường hợp Mr. Supranational Đạt Kyo thì đây cũng là một trong những cái bước tiến quan trọng của Leading Media, đó là mở rộng sự hợp tác. Thì Leading Media đã nhận lời từ chủ tịch của cuộc thi Fitness Model Việt Nam để kết hợp, và chủ tịch của cuộc thi là anh Di Quách đã lựa chọn Đạt Kyo. Phúc Nguyễn nghĩ rằng là chủ tịch của cuộc thi sẽ hiểu nhất về thí sinh của mình, và Phúc tôn trọng cái quyền quyết định của chủ tịch Di Quách. Cái việc hợp tác thì tùy theo mỗi đơn vị và nhu cầu của từng năm. Đối với cuộc thi Việt Nam Fitness Model thì Phúc Nguyễn chỉ nhận lời hợp tác trong năm 2022. Và nếu như có cái bước tiến nào hơn nữa thì đó là một câu chuyện kế tiếp và nó nằm ở trong tương lai. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Nguyễn Quân Kim Liên.
Vì một cờ sắc áo luôn mà. Và ngay bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời chủ tịch của Miss và Mr. Supranational, ladies and gentlemen, may have an honor to invite the chairman of Miss and Mr. Supranational to go on the stage and give the beautiful flowers to congratulate for representing for Vietnam. Xin mời ông Chia Hát. Thưa quý vị, ông Chia Hát sẽ chúc mừng cho đại diện của Việt Nam sẽ góp mặt tại Miss Supranational 2022. Và một món quà nữa đến từ Explorist, chúc mừng cho đại diện của Việt Nam góp mặt tại cuộc thi Nam Vương. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai chiến binh của chúng ta. Và bây giờ thì trong các bên hai sẽ cùng giao lưu với hai nhân vật của chúng ta một tí xíu. Có lẽ là Châu Minh Khang sẽ giao lưu với Xuân Đạt trước nhé. Xin mời nè, các bạn có thể đặt món quà của mình. Xin chào Đạt. Đầu tiên thì thay mặt cho tất cả các anh chị có mặt ở đây, chúc mừng Đạt bởi vì bạn sẽ đảm nhận một cái trọng trách đại diện cho Việt Nam tại một cái đấu trường rất lớn với những chiến binh rất mạnh. Bạn đã chuẩn bị cũng như là quá trình luyện tập của mình như thế nào để có thể đủ tự tin mà giành cái ngôi vị cao nhất trong cuộc thi này? Xin mời bạn. Điều đầu tiên xin phép Đạt xin gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý khách quý đang có mặt trong buổi họp báo công bố đại diện Việt Nam cũng như công bố cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2022. Lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Bản thân của Đạt cảm thấy rất là vui và tự hào khi được chọn là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi nhan sắc lớn bậc nhất thế giới. Và với sự chuẩn bị từ trước và cũng như hiện tại, bản thân Đạt đang trau dồi thêm những kiến thức này, rèn luyện thêm bản thân mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Và như bạn đã biết thì Việt Nam chúng ta thì ngày càng phát triển, không chỉ phát triển về kinh tế xã hội, đặc biệt về đấu trường nhan sắc thì Việt Nam đã dần ghi tên mình trong những cuộc thi lớn trên thế giới. Vì vậy đối với bản thân của Đạt thì sẽ cố gắng hơn nữa để mang được những vinh quang, niềm tự hào về cho đất nước của Việt Nam. Cảm ơn. Xin cảm ơn Đạt rất nhiều và tôi tin là với phần trả lời rất là lưu loát của Đạt thì một lần nữa cho thấy được sự tự tin của bạn. Và chặng đường phía trước thì sẽ còn khá là nhiều thử thách. Tôi tin rằng bạn sẽ có đủ thời gian để rèn luyện những kỹ năng cần thiết để đến với cái sân chơi quốc tế này. Cảm ơn bạn.